Thả xuống có 50 à? Đi đi rồi. Kìa, biết cái giá như vậy. Biết khi mà tàn tạ đi. Có máy cay trong mình cả. Bỏ phá quá, mấy cái đồ này vừa đấy. Phá gì? Quá gì? Nè. Chia sẻ bài cho mọi người. Bao nhiêu ký chị ơi? Thôi Nghĩa có rồi, thôi Nghĩa ơi, thôi ngồi lên lấy nha Nghĩa. Lấy cho không để hết này nha. Mấy ký có nha chị ơi, đây ạ. À. Tập đi đây nha. Nó lên xe 4K luôn ạ. À. Mọi người chia sẻ bài đi mọi người ơi. Chia sẻ bài lên 30 lượt xem em like nha.
B8 tháng 3 tuổi. Mà lấy cho. Cho mỗi xem 8 kg được vừa không? 8 kg vừa nha chị Linh đi lượm ơi, vừa nha. Lượm họ dép mang vừa dùng. Linh đi lượm. Mang Lượm vừa. xong hồi đúng không? Chị Linh đi lượm nhận hàng em chưa ạ? À? Thôi giờ em like nha mọi người. Em like cái này. Chị xì hết chưa? Đây nha. 8 tháng đến 1 rưỡi nha mọi người. 8 tháng đến 1 rưỡi nha. Ăn ấy thì không ăn Mickey ạ. À. Mickey nơi cho em nha. À ok chị, nhận rồi mà. Đây nha mọi người ơi. Mickey ạ, à, thì không Mickey xanh cho em ạ. À. Mickey còn hai màu nha, xanh và hồng ạ. À. 8 tháng đến 1 tuổi rưỡi nha mọi người, đấy thì không phải Mickey cho em này. Đây nha mọi người. Mickey đen này còn một cái nha, 1 đến 3 tuổi ạ. À. Anh à, lấy thì không mà Mickey đen này, mẫu cho trai gái đi đòi được nha. Trai gái đều được ạ. À. Mẫu đen em chỉ có mẫu đen này thôi nha mọi người, nên chỉ có một mẫu thôi nha. Mẫu này em sale 30-35k luôn ạ. À. Sale 35k luôn nha. Năm tôi đã đến người lớn ạ, à. Năm tôi đến người lớn đợi vừa nha. Đây. 31 mà. Đây mọi người, mẫu len à lấy thì không mình len cho em này, len kèm màu nha. Xanh, xám này và đỏ nha. Dài bé 15 tháng có ạ. À. Rồi em la dài chút mọi người, dài chút vào 3 mũ nha. Đây ạ, 7 tháng đến 1 tuổi nha mọi người. Xe 40k luôn nha. 7 tháng đến 1 tuổi rưỡi. Mũ bé 8 tuổi có ạ. À. 7 tháng đến 1 tuổi rưỡi thì không mà bấm bê cho em nha, bấm bê kèm màu ạ. À. Bấm bê này em có 2 màu ạ. À. Hồng và tím nha. Hồng và tím đây ạ. À. Cái này size, cái này size cho bé 6 tháng thôi, cái đó này hồi nhỏ. Mickey hồng bao nhiêu tiền? Được nha chị ơi, Thùy Sinh. Thùy Sinh đi được nha chị ơi. Ba cái mũ nhiêu loại được không? Chị là sao? Được nha chị ơi. Mũ 100k, mũ đồng giá 100k 3 cái nha. Đúng rồi chị Yến Nhung ơi. Ok, cho anh Mickey hồng này. Mọi người ơi, ai lấy đủ 3 cái thì inbox cho em để chơi số điện thoại nha. Inbox nha mọi người ơi. Thì đập đi cho bé nha. Đập đi cho bé này. 50k nha mẫu này. 50k luôn nha. 50k. Đập đi cho bé cái này cho bé. 8 tháng đến 8 đến 15 tháng nha. 8 đến 15 tháng đập đi trống trơn nha mọi người. 50k. Cái này thì comment thể thao cho em ạ. À. Thể thao. Thao kèm màu nha, để thao kèm màu ạ, à. Đen này, xanh mực này, đỏ này, hồng này, xanh ngọc này, lính nha, còn mình thể thao kèm màu cho em ạ, à. 8 đến 15 tháng nha, dài bé 5 tháng, có mẫu này nha chị ơi, 5 tháng chỉ có 2 mẫu này nha, 2 mẫu này cho bé gái này, mẫu này cho bé trai nha. Yến Nhung đón kết này đúng không chị ơi? Chị Yến Nhung lấy thì ok cho em, Yến Nhung ơi. Ok cho em nha. Số 34. Dày trai 34. 34 có mẫu này thôi, còn một mẫu nữa thôi. Mẫu này xem 50k luôn ạ. À. Còn một mẫu này xem size 34 này. Thể thao đó lên lượm ok chị nên đi lượm thể thao đó này. Tôi mẫu nha, thể thao này thì 50k. Ok chị Yến Nhung này. Mickey Yến Nhung này. Đây nha, Henny hồng mà đấy thì comment Henny ạ. À. 8 tháng đến 1 tuổi comment Henny cho em Lê Thị Mỹ Trinh. Lấy cái gì ạ? À? Đấy thì comment Henny hồng cho em ạ. À. Ok chị Thăng Lê nha. Thăng Lê inbox cho em chị số điện thoại cho chị Thăng Lê ơi.
tập đi có không có sai 4 nha, đây à, một like đây nha, 1 đến 4 tuổi này lớn thì không mình like, không mình like nha mọi người, like nè, thể thao đó Lê Vy thể thao đó, hết trình thể thao đó chị Lê Vy ơi, chị vừa lấy màu khác nha, lên đi làm hen, ok chị lên đi làm hen đi này, Mỹ Linh có nha, Hồng Hen đi hết rồi nha, nấu cho em còn hai cái thôi, hai cái này thôi ạ, xem 35k luôn nha, ca bôi này, ca bôi lớn và ca bôi sọc, sọc này, đây nắp đi gái có nha, đây là nắp đi gái đây nha, xem 40k luôn búp bê nha mọi người, bê, ủa Mickey không, on hình có, on hình ơi, lấy on hình rồi nha, lấy chị on hình rồi ạ, đây 7 tháng đến 1 tuổi rưỡi ạ, lấy thì không mình, chuột hồng chị em nha, thì không mình chuột hồng này, Lê Vy Lính, ok chị Lê Vy Lính nha, Lê Vy Lính này, bố đó mà còn cá à, nón ba sám đó, giống nung nón ba sám là cái nón nào chị ơi, em lấy sám, Yến Nhung ơi chị lấy cái sám này đúng không ạ, à? Cái này thì không mà like cho em ạ, à. Yến Nhung để cái này Yến Nhung như vậy, Yến Nhung, đây của Yến Nhung không? Mũ mèo đen, mèo đen lấy cái nào à, mọi người không mình rõ cho em nha, em lấy được búp bê sao nhanh nhất, ok đi về búp bê sao nhanh, em nhanh cái đôi màu tím nha chị ơi, Lê Vy, ok chị Lê Vy này, thể thao 5 tháng vui nha, hai tôi có nha, thấy chị Long Viên nha, em ở Phú Yên ạ, à. Chuột hai túi loại vừa nha, chị Chi Chi gỡ rồi nha, đơn hàng chị Chi có đó không chúng ta, thấy chị Chi. Dương Diệu Hương nha, rồi em ngồi đây ạ, à. Alex thì comment chuột chị em ạ, à. Comment chuột nha, chuột kem màu này, chuột cả hai màu ạ, à. 8 tháng đến 1 tuổi rưỡi này, nón bo sáng, nón sọc, cái nón sọc, đây mọi người Alex thì comment chuột cho em này, chuột kem màu nha, đỏ và đen ạ, à. Chuột kem màu ạ, à. Lê Mỹ Trinh có gì sao 21 hay 22 không, chị ơi có nha, chị ơi 21 hay 22 đây nha, 21 đây ạ, à. Đây nha, mặt cười này, em xem 90k luôn ha, bạn Châu lại 1 nha, xem 90k này, chuột không, on hiệu, on hình chuột không này, chị Lính có 2 tháng vừa nha, 7 tháng đợi vừa nha, dây mũ 100k 3 cái nha, nón voi xám luôn viên, voi xám em út không chị ơi, út ok cho em ạ, à. Cái này thì không mình lính nha, không mình mũ lính cho em ạ, à. Không mình mũ lính cho em nha, mũ siêu nhân 100k 3 cái luôn ạ, à. Đồng giá 100k 3 cái mũ nha mọi người, xem dây hồng 4 tuổi, dây hồng 4 tuổi đây nha, hàng Mãn Châu là 1 này, cái này em xem 95k luôn ạ, à. Hàng Châu là 1 nha, cái này là da nha mọi người, da lộn nha, thấy chị Nguyễn Quỳnh Như này, không có dây đèn ạ, à. Nguyễn Kim, à Nguyễn Kim, chị Nguyễn Kim ơi, ngày mai nha chị Nguyễn Kim ơi, đồ 9kg đội vua nha, Linh Linh Nguyễn ơi, Yên Nhung cái sọc ấy, ai, Yên Nhung, cái sọc là cái nào, cái này đúng không ạ, à? Cái này thì comment chuột hồng chị em này, chuột sập hồng này, chuột đen Dương Diệu Hương, ô cô chị Dương Diệu Hương Hương này, muốn nói hết rồi nha, siêu nhân đây ạ, à, 46 tuổi nha, siêu nhân 46 tuổi đây, comment siêu nhân chị em ạ, à, chuột đỏ on hình này, on hình chuột đó, cô chị on hình chuột đó nha, chị em nha chị ơi, một với hai tuổi có nha, on hình đủ đơn chị on hình ơi, đó lấy rồi. Đó rồi dùng rồi. Có mũ lên. Mũ lên có nha chị ơi, mũ lên có mẫu này nha, xem 35k luôn ạ. À. Mũ 100k 3 cái nha nè. Cái bôi sọc chứ không phải lính. Cái bôi sọc. Rồi ok chị, cái này đúng không? Ok cho em nha. Yến Nhung. Yến Nhung đúng ok cho em ạ. À. Chuột đen lên Linh Nghĩa có chuột đen cho. Ok chị lên lên Nguyễn chuột đen này, Nguyễn Mỹ Lệ gớ đó chị, Nguyễn Mỹ Lệ ơi, con chị đi lâu rồi ạ, à. Đây nhưng mà người lấy thì không mà Mickey cho em ạ, à. 7 tháng đến 1 tuổi rưỡi nha, lấy thì không mình Mickey kem màu cho em này, Mickey kem màu xanh và hồng này, Mickey kem màu cho em nha, em lấy cái mẫu siêu nhân, ok chị Phương Yên mẫu siêu này, Phương Yên siêu nhân, ok chị Phương Yên nha, đây ạ, à, lấy cái thì không mình Mickey kem màu cho em nha, 7 tháng đến 1 tuổi rưỡi này, một hồng trong tường chị, 3 tuổi vui không? Mẫu hồng này đúng chị ơi, 3 tuổi vừa nha. Cái này 3 đến 6 tuổi nha mọi người. 3 đến 5 tuổi thôi ạ. À. 3 đến 5 tuổi nha.
Em ở Phú Yên à? Rồi ok, chị Yến Nhung mũ sọc này. Đây nha. Dạ 100k 3 đôi là cái mẫu này nha chị ơi. Nó có chỉ có một đôi duy nhất à, còn một đôi ba chéo thôi. Không có phụ rua nha đây ạ. À. Ái đây thì không, mình Việt chị em ạ. À. Việt nha. 3 đến 5 tuổi này, Việt kem màu ạ, à. Việt thông đó. Xám và đen nha, có 4 màu nha. Việt em có 4 màu ạ, à. 3 đến 5 tuổi nha. Lá cái thì không, mình Việt chị em ạ. À. Một tuổi có nha. Rồi ok, chị Yến Nhung lấy rồi nha. Lấy không? Chị lên lượm lấy không nào, không mình rõ chị em ạ. À. Mẫu này 3 đến 5 tuổi nha. Mẫu xám. Cái thì không, mình Việt kem màu chị em ạ. À. Ship Nha Trang 230k nha. Mọi người lát thì không mình rõ nha. Việt kem màu em ạ, à. Việt kem màu nha, xám, đen, đỏ và hồng nha. Lấy hồng đó cho em kìa, lấy hồng lấy cái ti rồi chị. Mọi người lát cái gì thì không mình rõ mẫu cho em ạ. À. Lấy đôi giày vài chéo luôn. Ok, chị Yến Nhung giày vài chéo này. Dùng đủ đâu. Chị Yến Nhung ơi, inbox em địa chỉ số điện thoại chị Yến Nhung ơi, mọi người lấy thì lấy đủ 3 cái. Rồi em mới ship nha, đủ 3 cái đủ thông tin địa chỉ em mới ship nha, inbox em nha. Hồng Việt, Levi Hồng Việt, ok chị Levi Hồng Việt này. Có giày 4 tuổi nha. Một con trai lên mặt 14 tháng có cho mọi người New York này. New York này 8 tháng, 8 đến 1 tuổi rưỡi này, 8 tháng đến 1 tuổi rưỡi thì không mà New York cho em ạ. À. New York, Thánh Nguyễn Mickey Hồng, ok chị, Thánh Nguyễn này. Thánh Nguyễn Mickey Hồng này. Mũ 100k 3 cái nha. Lily Trần. Chị nha. Chị Lily Trần ơi, chị nhắn tin không thấy chị nhắn tin lại chị em lại nhiều khi comment nó như là bị ẩn nha chị ơi. Mấy em hay bị ẩn comment lắm ạ. À. Rồi ok chị Yến Nhung nha, em đặt Hồng. Chị Linh Ly Lợm ơi, Hồng Việt à. Hết rồi chị Linh Ly Lợm lấy cái mẫu màu khác nha, còn đỏ xám và đen. Xin mũ em sai cho con một cái này. Em sai con một cái nha. Có Hồng cái tên 3 đến 7 tuổi ở đó thì comment. 3 đến 7 tuổi comment là em sai cho em nha ạ. À. Em sai nha. Lấy một cái mũ con trai hoa hoa. Hồ Hoa ơi, lấy cái mẫu đó con trai ạ. À. Thì không mà New York cho em nha, còn một cái New York này. 8 tháng đến 2 tuổi rưỡi, không mà New York cho em nha. Một cho biết 8 cái. Đây nha, 7 tháng 1 tuổi rưỡi ạ. À. Nó thì không mình chuột hồng này. Chuột hồng này. Rồi lên đi lượm đó vịt này. Ok, chị lên đi lượm nha. Lại địa chỉ nha. Elsa của Hải, của chị Hải Hiên, Elsa của chị Hải Hiên này, chị ơi đôi cái nón kết Mickey lấy cái nón New York. Rồi ok chị Yến Nhung, Mickey lấy New York này, Yến Nhung đôi con Mickey lấy New York. Ok chị Yến Nhung nha, lấy một cái mũ với trái hai cũng như tạm đi. Không vợ lấy cái mẫu này, em ra từng mẫu chị lấy nha. New York hết rồi chị Linh Nghĩa ơi. Anh nha, Mickey nha. Cái này 4 đến 7 tuổi ạ. À. 4 đến 7 tuổi nha đấy thì không mình. Comment nơ cho em ạ, nơ chấm bi nha. Hồng của Tháo, Tháo Thị Hồng này nha. Thằng Nguyễn thấy comment chị Hồng, thằng Nguyễn nha. Chuột Hồng hết rồi ạ, à. Lấy cái thì comment ạ. À. Comment bi nơ cho em nha. Đây nha mọi người. 7 tháng đến 1 tuổi rưỡi nha. Happy New Year này, à lấy thì comment. Mình 2018 cho em nha. Thấy chị coi nha, lấy thì 2018 cho em ạ. À. Lấy 2018 mà kem màu, màu nha, 8 kem màu xanh, đỏ, hồng và xanh đỏ hồng vàng nha, xanh đỏ hồng vàng ạ. À. 7 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. 2018 cho em nha. Tú Trang kìa. Rồi ok, chị Tú Trang Việt Xám này, Tú Trang Việt Xám nha. Mà yêu sao cho tên gì quên rồi. Gì vậy? Chúc coi lại không được. Chúc coi lại. Anh nghĩ được mấy cái rồi. Ai? Một cái à. Chị Hằng Nguyễn hỏi chị ơi, lấy thì 2018 cho em này, 2018 kem màu nha. 2018 kem màu ạ. À. 7 tháng đến 1 tuổi rưỡi nha, 5 tháng vẫn vua rồi nha. 5 6 tháng vẫn vua 2018. Đó của Nguyễn Quỳnh Như này. Nguyễn Quỳnh Như ạ, à. Em ở Phú Yên nha. Hương vỏ vàng này. Hương vỏ vàng này. Thấy chị Hằng Nguyễn nha, 2018 đó của Lê Vy này. Thì ghê chưa? Ghi vàng chưa? À đây. Ô dục, nãy giờ mình giờ hỏi lâu gì? Ghi chậm gì ấy. Hương quả này. Ok chị Hương quả nha. Đó của Lê Vy này.
Linh Linh Nguyễn xanh này. Linh Linh Nguyễn. Thúy. Thúy gì? Thúy xanh đi rồi. Thúy xanh đi xanh này. Xanh hết rồi mọi người ơi, chỉ con hồng vào đó thôi nha. Chỉ con hồng vào đó thôi ạ. À. Nguyễn Quỳnh Như đó ghi chưa? Có Nguyễn Quỳnh Như đó. Chưa? Thấy chị Nga đổ nha. Em ơi hỗ trợ ạ. Chị thứ xanh đi cho hết màu xanh rồi ạ. À. Chỉ còn đỏ và hồng thôi nha. Còn đỏ và hồng ạ. À. Doraemon có nha chị ơi. Em ra từ mẫu mọi người theo dõi like nha. Ra từ mẫu nha. Vàng bị chỉ có không? Có. Hết vàng rồi chị Huệ Tít ơi. Chỉ còn đỏ và hồng thôi ạ. À. Đây nha mọi người. Em like mũ trước và dài sau nha mọi người. À. Theo dõi mũ và dài xuống nha mọi người. Đây ạ. À. Kitty nha. 4 đến 7 tuổi nha mọi người, 4 đến 7 tuổi này lấy thì comment Kitty này. Hello Kitty chị em ạ. À. Hello Kitty kèm màu nha, xanh và đỏ này. Hello khác chị Nga đổi nha. 4 đến 7 tuổi nha, lấy thì comment hello Kitty kèm màu ạ. À. Cái đen tay Mickey 3 tuổi rưỡi vừa không? Vừa nha chị Phú Yên ơi, cái này vừa nha. Chị Phú Yên lấy thì comment số 3 chị em ạ. À. Em ơi Phú Yên nha, lấy thì comment số 3 chị em ạ. À. Chị bị tay 3 tháng có nha. Còn một cái này ạ, à, 1 đến 3 tuổi lấy thì comment số 5 cho em ạ. À. Comment số 5 nha. Cái thì comment số 5 nha, 13 cm có nha. Em la tương mẫu mọi người theo dõi tương mẫu nha mọi người. Hồi hỏi em không em la nó hay bị lộn nha mọi người. Lộn rồi nó bị lộn đơn của mọi người. Số 3 của chị Trình Lê này. Em không nhớ cái là số 3. Xuân Henny hello đó này. Ok chị nha. Ai? Lao. Thúy xanh túi túi xanh đi gì ạ? Thúy xanh đi hả? Số 3 của chị Trịnh Lê này. Phương Yêu lấy cái gì chị ơi? Chị Phương Yêu không bên sau rồi ạ. À. Cái này của ai đây? Cái này ai lấy thì không, mà lại em số 1 đi ạ. À. Số 1 nha, không lại số 1. Số 5. Không lại số 1 ạ. À. Số 1 của Trịnh Lê này, ok nha Trịnh Lê nha. Trịnh Lê số 1 này. Đây nha mọi người, Doraemon này. Chị phải kiểu số 3 và số 5 là gì? Chị món qua xuống ở đây. Để bố cái kia đây. Bỏ lại cái đi không? Cái Mickey, cái Mickey cho chị. Chị Phương Yêu nha, Phương Yêu chị ơi. Chị Phương Yêu lấy cái Mickey rồi nha. Mickey cho em mặc rồi ạ. Phương Yêu hả? Đây nha mọi người. Doraemon này, vịt đen như tôi vừa. Vịt đen này 3 đến 6 tuổi nha. 3 đến 6 tuổi ạ. À. Đây nha mọi người, ở đây không mặc Doraemon cho em này. Doraemon nha, 8 tháng đến 3 tuổi ạ. À. Doraemon kèm màu ạ, à. Doraemon kèm màu nha. Đen đó và hồng. Đen đó và hồng nha, còn 4 cái thôi ạ. À. 4 tuổi có nha, em lấy một Doraemon chỉ là Thanh ơi comment màu cho em nha. Doraemon 3 tuổi vui nha. Doraemon số 1. Rồi ok chị Doraemon số 1 Ngọc Bích này. Thứ xanh đi ơi, chị comment màu cho em đi ạ. À. Lấy một trước và dây sau nha. 6 tuổi một cái, 8 tuổi nha. Ok chị Diệm. Chị Diệm Anne này inbox cho em nha. Inbox cho em đi ạ. À. Lên đi làm Doraemon hồng. Ôi chị lên đi làm này. Để chỉ lại nha. Trịnh Lê Doraemon hồng này. Còn một cái Doraemon đó nha. Còn một cái Doraemon đó thôi ạ. À. Rồi đó có chị Bích Lệ này. Hồng hết chị Bích Lệ ơi. Còn một cái đó chị Bích Lệ nha. Ba mẫu nha, mẫu xám đầu. Ba túi vừa nha, chị Phương Yên. Ok chị Phương Yên lấy cái này đúng không ạ? À? Mẫu xám đầu Mickey. Xám đầu Mickey. Ui la từng mỗi mọi người la từng mẫu nha. Mọi người ship là mọi người inbox địa chỉ cho em nha. Đủ 3 cái thì inbox địa chỉ cho em nha. Tại vì em không giữ đơn nha. Đủ 3 cái thì em ship hàng. Ai đủ thông tin địa chỉ thì em ship em xá. Nếu mà không có thì em xá đó không giữ hàng nha mọi người. Đi hàng đi trong ngày nha. Chị Diệp Anh đi ơi, chị chọn thêm một cái nữa đi ạ. À.
Nha mọi người ơi, ấy thì không mình sao này, cái này bị bắn đục nha. Sao ạ? Cái này 8 tháng đến 3 tuổi nha, 8 tháng đến 3 tuổi này. 400k. Cái này thì không mình sao kem màu cho em ạ. Sao kem màu nha. Cam đó xanh và kem nha. Cam đó xanh và kem ạ. Sao kem màu cho em nha mọi người. Sao kem màu ạ. Mũ cam, cái này 8 tháng đến 3 tuổi nha. 20kg có nha, Doraemon đo hết rồi nha. Mình lấy mũ cam. Sao kem màu cho em đi ạ. Sao kem màu nha. Rồi ok, giờ lên liền lợm này. Mũ này giống này ba tuổi vui rồi nha. Phương Yên Doraemon. Phương Yên sao đó này. Ok, vậy Phương Yên sao đó này. Mình sao gì kem màu cho em ạ. Phương Phạm Doraemon đen kìa. Doraemon còn hả mà Doraemon đen. Không rồi. Ta lấy này. Sâu sâu thơ lê. Kìa này. Sâu sâu thơ lê. Xóa hết cam này. Mít lên sao xanh này. Hệ tích sao xanh này. Hệ tích sao xanh nha. Thấy chị Trần Huyền. Hệ tích ơi, chị đã xanh hay cam ạ? Xanh hay kem ạ? Sao xanh xóa hết này. Xóa hết sao xanh này. Xanh mà đưa sao đây. Xóa hết sao cam. Nhầm, xóa hết sao cam này. Cam lấy rầu. Thấy rồi, xóa hết có hết hả? Có hả? Căn sao xanh này. Ai chưa đọc thì mọi người comment lại nha. Em chưa đọc ai thì mọi người comment lại nha. Kim hoa sao xanh này. Kim hoa sao xanh nha. Châu Trần sao xanh này. Mickey xanh lên nhớ rồi đấy. Mickey xanh em la từng mẫu nha. Chưa có kia chưa. Ở đây Châu Trần. Hai Nguyễn sao kem này. Ngọc Bích ơi, thấy chị Ngọc Bích nha. Sau đó Võ Kiều Tuyên này. Ok, chị Võ Kiều Tuyên nha. Ngọc Châu quá chưa, có Ngọc Châu chưa. Châu Trần à. Ngọc Châu sao xanh này. Cái Kiều Tuyên không. Hè Tít xanh. Chị Hè Tít ơi, em dục không nhớ nữa. Rồi bây giờ ba mẫu nha. Có điều xuất của ai đây. Trời ơi, nghe đặt comment thì bây giờ không có nhớ. Chạy không kịp. Dương Hội Hương sao kem này. Dương Diệu Hương sao kem này. Ok, chị Dương Diệu Hương lấy rồi nha. Chị lên lên. Em không nhớ đâu mà mọi người ơi, mọi người lái là chị inbox địa chỉ cho em nha. Inbox địa chỉ nha mọi người. Khánh Nguyễn sao kem này. Ok, vậy xanh Khánh Nguyễn này. Chị Star sao xanh này. Nghĩa La Quang sao kem này. Sao kem là sao đôi sao xanh. Sao xanh. Trần Huyền sao kem này. Trần Huyền sao kem nha. Trần Lê Gơ rồi nha mọi người. Đây ạ à. Like nha. 1 đến 4 tôi lấy thì comment like cho em này. Còn 2 cái ạ à. Like nha. Mọi người ơi, mọi người chọn cho đủ 3 cái nha. Chọn đủ 3 cái rồi inbox địa chỉ cho em ạ à. Tại vì em không giữ hàng nha mọi người. Hàng em đi trong ngày nha, cú lá ai không đủ đơn hoặc là không có thông tin thì em xả hàng, em không giữ hàng nha mọi người. Xám, không có xám chị ơi. Kitty xanh là cái mẫu nào ạ? À? Cái này đúng không ạ? À? Cái này thì không mình. Hello Kitty chị em ạ. À. Hello Kitty. Doraemon đen cho mình một cái. Doraemon đen. Thấy chị Nguyễn Quỳnh Như nha. Doraemon xanh. Doraemon xanh đây ạ. À. 4 đến 6 tuổi nha. Doraemon xanh này. Và nhện xanh này đấy. Xanh ạ. Nhện và Doraemon cho em nha. 6 đến 4 tuổi ạ. Hải Hiền. Hải Hiền. Hải Hiền đâu? Hải Hiền. Hải Hiền sao? Đẹp. Đẹp làm like này. Ok chị, đẹp làm like nha.
Vịt đây đúng không ạ? Đẹp làm lai. Cái này thì không, mình vịt đen chỉ là có một màu đen thôi nha. 3 đến 5 tuổi ạ. Em lai một chút qua dài sau nha, cho em sao cam. Đẹp cam, ok chị đẹp lam này. Sao cam nha. Em mua Phú Yên nha. Đây búp bê 4 tuổi mẫu này nha chị ơi. Hàng da lộn nha, Linh Linh Nguyễn Phi Lai này. Linh Linh Nguyễn này, sao xanh của Tu Trang này. Tu Trang này. Khá giờ Tu Trang này, Doraemon xanh. Nghĩa Nghĩa La Vang Doraemon này. Nghĩa La Vang Doraemon. Nhện xanh. Tu dễ gì? Tú dễ thương Nguyễn này, nhện xanh này. Xanh đi của ai? Thôi lại không anh bây giờ đặt cái sao mà lấy kịp. Cho nó đứng lại. Chị đi xuống đang la sướng lại. Chị giữ cái like nó lại. Nghĩ sao giữ người cái ta giọng chạy nó người ta chặt lại. Cái lời người ta mà giữ lại. Người không kịp thì nghe ghi. Nghĩ sao người chạy lên lòng sao sao mà kêu giữ lại. Mít Ngọc Kim Doraemon này. Ok chị Ngọc Kim này. Mít lên nhện xanh này. Đó rồi chị ơi, là chỉ có hai cái hết rồi nha. Chị Thu Hương ơi, chị lấy màu xanh thì không, mà sao kìa màu vậy mà còn màu xanh là màu đỏ ạ. Thể thao 8 kg đen, Linh Linh Nguyễn thể thao 8 kg đen này. Ok chị Linh Linh Nguyễn nha, thể thao này ạ, Linh Linh Nguyễn này. Hello Kitty 2 tuổi, Doraemon xanh 6 tuổi, ok chị Ngọc Kim này. Hello Kitty này, Doraemon xanh này. Ngọc Kim, ok chị Ngọc Kim nha, Ngọc Kim 2 cái Doraemon với Hello Kitty. Doraemon của Kiều Nguyễn Thị Kim này. Kiều Nguyễn Thị Kim nha. Doraemon này 4 đến 6 tuổi nha. Doraemon với Doraemon hết rồi ạ. Rồi em like một xíu rồi dày nha. Sao xanh em có chưa? Tu Trang có rồi chị ơi, Tu Trang có rồi nha. Em like một xíu rồi em có dày nha mọi người. Mọi người chọn cho đủ đơn rồi, inbox em thì chị số điện thoại nha. Doraemon hết. Chị Tu Trang dễ thương có luôn mà. Đây ạ. À, cái này 8 tháng đến 1 tuổi rưỡi nha. Lấy thì comment số 2 cho em ạ. À, 8 tháng đến 1 tuổi rưỡi số 2 nha. Comment số 2 nha mọi người. Để tập đi 5 tháng tuổi trắng đỏ. Ai à, đúng không ạ? À, cái này thì comment ăn lớp mâm cho em ạ. À, khác chị Diệp Annie nha. Diệp Annie có đơn rồi mà. Quỳnh Như giày thể thao 6 tháng xanh đen. Xanh đen. Cái này chỉ có xanh mực thôi ạ. À, đi Doraemon đó có sừng đen. Chị Kim Gia Doraemon hết rồi nha. Có sừng đen hết rồi. Sừng em chỉ có vàng và xanh thôi ạ. À, Ngọc Bích số 2. Ok thì Ngọc Bích số 2 này. Giày lớn 1 tuổi. Ok chị Thúy Xanh Ni giày lớn 1 tuổi này. Thúy Xanh Ni giày lớn 1 tuổi. Hết rồi giày lớn rồi chị ơi. Hết cái lọ lớn rồi nha. Hải Hân ơi, Doraemon hết, Linh Linh Nguyễn số 2 này. I love Minh, I love Mum của chị Minh Thư này. Thấy chị Thu Hà nha. Có màu vàng hết rồi ạ. À, thấy chị Kim Chi nha. Doraemon cho mình. Hải Hiếu không, em không nhớ nữa. Có New York nha, số 2 này. Em số 2 hết rồi hả? New York nha mọi người, cái này 4 đến 6 tuổi nha. 4 đến 6 tuổi ạ. À, à lấy thì comment New York cho em. Đó còn 3 cái nha. Comment New York cho em 4 đến 6 tuổi này. Đôi hồng size bao nhiêu vậy? Đôi hồng nào chị ơi, đôi hồng này đúng không ạ? À, cái này size 25 mà size 24 hai đôi ạ. À, một cái like 6 tuổi nữa. Like hết rồi chị ơi. Hello Kitty hết rồi ạ. À, mọi người ơi, mọi người inbox cho em nha, xíu nữa đâu ai không đủ đơn thì em sẽ xá cho mọi người, ai cần gì thì inbox đi xíu để xá. Mình cái màu xanh có sừng Thu Hương, ok chị Thu Hương xanh có sừng này. Chị coi hết cái gì chị ơi, thể thao hồng 8 kg Minh Thư này, ok chị Minh Thư nha. Thể thao hồng 8 kg rồi Minh Thư này. New York của Sa Phương này, album hết rồi nha. New York không có đơn ạ. À, Sa Bích Phương này. Đôi màu vàng mấy tuổi luôn. Đôi màu vàng này size 21 nha, size cái này còn hai đôi size 21 và size 22 ạ. À, số 2 hết rồi nha. Mít Linh ơi.
Hồng 21 là cái mẫu nào ạ? Đôi màu vàng cái vừa không? Sao cái không vừa đâu chị ơi? Thế thang sọc đó, cái này sọc hồng chị ơi. Màu Doraemon không chị? Doraemon hết rồi nha. Những hàng hộp cái dưới chị ơi. Đây à, lấy thì comment. Chị sẽ ta ơi, chị lấy hình đi dốt thì comment đi dốt cho em nha. Rồi vậy vàng này, cái này em xem 95k hàng Quảng Châu loại 1 nha. Size 21 rồi ok chị. Su lê này, thể thao xanh. Chị Tú Dễ Thương Nguyễn size 21 vàng này, ok chị này. Su lê xanh 40kg. Ok chị su thon lê xanh 40kg này. Hai món hết chị Hiền Thu ơi, có 22 thôi nha. 22 ba túi vừa không? Lấy màu xanh Phương Yên ơi, lấy màu xanh nào ở đấy thì comment Mickey cho em nha. Mickey xanh này, còn một cái này. Hồng 25 Bích Lệ, ok chị Bích Lệ hồng 25 này. Đó hết rồi nha. Kitty xanh. Nghĩa lao vàng này. Chị kia phù hợp cái gì? Chị Dương Trần đây nha. Ấy em thì comment Mickey B nha, chấm bi cho em ạ, chấm bi nha. Kiều Phương Hồng Trơn, Hồng Trơn kia cái mẫu này chị ho chị đây nha, thì comment chấm bi xanh cho em ạ. Cái này 4 đến 7 tuổi nha. Thấy chị Ngọc Bích nha, thể thao hồng 7kg. Phạm Hồng Nhung thể thao hồng 7kg này. Phạm Hồng Nhung này, Phan Hồng Nhung. Cái này Mickey chấm bi cho em ạ. Xanh chấm bi. Mickey chấm bi cho em ạ. Chấm bi xanh nha. Lấy Mickey xanh bay mà. Chấm bi Hà Thị On này. Thấy chị Ngọc Lan Anh. Lấy em về lùi size 2, ok chị. Chị Sa Banh Nguyễn về lùi 22 này. Ok chị nha. Sa Banh Nguyễn về lùi 22 ạ. Cho em đôi hồng, kế đôi vàng. Đôi hồng nào chị ơi? Đôi hồng này ạ. Một đen một xanh biển 6 tháng. Nguyễn Hồng Nhưng ơi, chị lấy cái gì? Xanh trăm bi hết nha. Đây cho mọi người, size cái này M này. 2 đến 5 tuổi nha, lấy thì comment M cho em ạ. Comment M nha, đôi hồng 12kg bao nhiêu tháng chị ơi? Thế thì comment M cho em ạ. Xem đôi hồng tím cần chị với. Đôi hồng tím là cái đôi nam chị ơi. À đôi dây hồng có bông này à. Này hàng bốt nè, hàng Quảng Châu loại 1 nha. Cái này em xem 120 luôn. M tay trần, ok chị tay trần M này. Mickey sọc. Thấy chị Trần Huyền nha. Kế bên thể thao xanh 30 tháng không vừa đâu ạ. Kiều Nguyễn, Kiều Nguyễn Thị Kim M này. Rồi hết M nha mọi người. Mời con 2 cái thôi nha. Mọi người chọn thì chọn cho đúng 3 cái nha. Rồi inbox em để chị thông thoại cho mọi người. Đây ạ, à, mèo nha. Mèo này 1 đến 3 tuổi ạ. Lấy thì comment mèo cho em ạ. Mèo kèm màu nha. Mèo kèm màu ạ. Xám này. Đeo còn một cái đen này. Xám đen mà màu lông chuột nha. Mèo kèm màu chị em ạ. Mờ hết rồi nha. Dây tùy mẫu nha chị ơi. Hết mờ rồi nha. Chị Mai thôi cái gì ạ? Dây đen. Dây đen cái này ạ. À? Xem 50k. Mèo xám, Nghĩa Lao Vang mèo xám này. Ok chị Nghĩa Lao Vang mèo xám nha. Đây 8kg có nha. Hồng có không đó, cô một phát không bạn. Hết rồi ạ. À. Em ở Phú Yên nha, mèo hồng chuột. Mèo lông chuột. Kiều Nguyễn Thị Kim chuột này. Mèo xám Sa Bích Phương mèo xám này.
Ủa mèo 8 kg, 8 kg, 8 kg bao nhiêu tháng à? Mèo xám nhạt. Cái này mèo mỏng nha. Mèo lông chuột coi này. Mèo quỳnh như mèo xám nhạt này. Mít linh, mèo lông chuột này. Mèo đen và mèo lông chuột. Minh mèo lông chuột này. Mũ 100k 3 cái nha. Đen hết rồi chị Châu Trần ơi. Dày đen. Cái này đúng không chị Nguyễn Quỳnh Như ơi? Nguyễn Quỳnh Như dày đen này. Ok chị Nguyễn Quỳnh Như. Mèo lông chuột nha, chị không lấy xám. Nghĩa là vàng. Chị Nghĩa là vàng inbox em nha. Xíu inbox em đi. Phila xanh cọc cho biết chị. Phila xanh cọc. Mèo đen hết rồi chị con. Lông chuột và xám này. Đen con này. Mèo đen con Nguyễn Phương này. Nguyễn Quỳnh Như mèo đen này. Rồi còn hai cái lông chuột và mèo xám các bạn. 4 tháng gì biết 4 tháng thì cái mẫu thì một bê nè chị ơi. Chị biết gì 4 tháng trai hay gái à? Mọi người ơi, mọi người chọn cho đủ 3 cái nha, inbox cho em à. Inbox cho em để giữ kiểm soát điện thoại nha. Mèo xám mèo mèo này. Ok chị mèo mèo. Mèo 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 xám này. Dày nâu. Dày nâu cái này đúng không chị ơi? Cái này còn một đôi size 18 này, hàng bằng trong này. Đó không nha, bốt này, cái này em xin 1.2 luôn, lấy cái gì comment. Comment bot cho em ạ. À. Chị Lê Vy hỏi gì ạ? À? Không thấy không Lê Vy nha. Mèo đen xanh xanh kêu dày xanh. Mèo xám Hà Thị On hết mèo xám cho con một mèo này thôi. Siêu nhân Nguyễn Phương. Chị Nguyễn Phương lấy siêu nhân này đúng không ạ? À? 46 tuổi này. Nguyễn Quỳnh Như dày xanh này đúng không chị Nguyễn Quỳnh Như ơi? Ok Nguyễn Quỳnh Như dày xanh này. Dày tím. Coi dày tím này. Ok chị coi này. Coi dày tím nha. Đúng rồi, mũ 100k 3 cái nha. Dày xanh Vinh Như lấy đi. Vinh Như dày xanh lên chị Vinh Như lấy nha. Bút tôi có mẫu này thôi ạ. À. Đây nha mọi người. New York này ấy. Cái này à. Cái này 4 đến 7 tuổi nha. Lấy thì không mà New York kem màu chị em ạ. À. New York kem màu nha. New York xanh lá và xanh biếng ạ. À. Mẫu siêu nhân tay trăng, ok chị tay trăng siêu nhân này. Mọi người lấy inbox em để chị số điện thoại nha. Em không giữ đâu nha mọi người, cuối like em chốt ai không đủ đơn hay không đủ hay không có thông tin thì em xá nha. Mọi người ơi, mọi người chắc chắn lấy thì nhớ cho em thông tin địa chỉ nha inbox em ạ. À. Chốt kim màu cho em là gì? Hồng thể thao 7 kg. Này đúng không chị ơi, thao 7 kg vừa này. Thấy thì comment. Phan Hồng Nhung lấy thì comment hồng thể thao cho em ạ. À. Tôi lòng 4 tuổi nhiêu. Cái này 95k nha, siêu nha, hàng ở trong là 1. Cái này da lộn nha. Mũ màu hồng. Màu hồng cho mũ nè chị ơi. Em la từng mẫu này, mọi người không bao nhiêu nó dễ lộn. Tôi thể thao sọc đó, chỗ màu xanh New York á. Thể thao sọc đó, màu xanh New York. Cái này đúng mà, cái này 25k. Cái này không, mình cột dây cho em ạ. Lê Vy cột dây cho em nha, mũ màu hồng. Trần ơi lấy cái gì ạ? Comment rõ cho em. Ngọc Bích đen thể thao 8 kg. Chị Ngọc Bích ơi, chị con xanh mực thôi nha. Ngọc Bích. Dây lùi vàng em có chưa? Có rồi chị ơi, Sa Banh Nguyễn ơi, có rồi nha. Xanh đen 9 kg, kim hoa. Ok chị, kim hoa xanh đen này. Một túi có nha. Mũ bí 11 tháng á, dây tập đi số nhỏ nhất con không chị con nha. Mèo xám on hình mèo xám này. On hình mèo xám nha. Đây nha mọi người, đấy thì không mình Mickey này. 46 tuổi nha, Mickey kem màu chị em ạ. Mickey kem màu nha. Mickey xanh lá và xanh mực này. Chị Ngọc Bích, ok chị Ngọc Bích này. Sau đó Nguyễn Phu sau đó nào ạ? À? Dây chuột kia bao nhiêu? Dây chuột này size 19 nha, size 120 ạ. Cột dây của Lê Vy, cho lấy cột dây của Lê Vy này. Cột dây của Lê Vy. Lấy cái một đôi dây gần cột dây kia của Lê Vy. Mũ Mickey đen. Ngọc Bích. Ngọc Bích lấy cái đôi này cũng không gì Ngọc Bích. Em bị nhầm quá. Mickey xanh dương.
Không có Mickey đen nha. Mickey đen có Phương Yên này. Phương Yên. Cột dây hết rồi nha. Mickey. Xong có một Mickey xanh lá đó thôi. Sao đó có xong rồi. Ok chị Nguyễn Phương sao đó này. Nguyễn Phương này. Ai xanh mật con này mọi người, cái mẫu xanh mật này còn chị nó hỏi mẫu xanh mật này. Xanh mật của Đẹp Lam này. Đẹp Lam nha, có xanh mật này. Chị gì hỏi này trên. Xanh mật rồi nha, thể thao xanh mật đấy chị em chưa. Ok chị Ngọc Bích nè, thể thao xanh mật nha. Ngọc Bích. Ok chị Ngọc Bích rồi nha. Thật ta. Cái này 4 nè. 9 túi nha. Bích Phượng này, sáp Bích Phương này, sáp Bích Phương. Cho mình mũ đen đó. Đi đó là mũ nào ạ? À? Rồi con mèo 19 nè. Sáp 18 nha. Thì comment star cho em này. Star nha. Xanh mật su su thơ lê mật nè. Su su thơ lê. Mũ đen Phùng On nè. Văn Lê chị lấy gì ạ? À? Star đen của Nguyễn Thị Nguyễn Kiều Nguyễn Thị Kim này. Đôi giày hồng. Đây 50k. Xem 50k luôn. Mũ star hết rồi nha. Star hết. Vịt nha. 3 đến 5 túi này lấy thì không mình vịt đen cho em này. Vịt đen nha, còn 4 cái nữa thì không mình vịt đen cho em ạ. À. Không mình vịt đen nha. Còn một đôi cột dây màu xanh đi mọi người. Cột màu xanh này. Đấy thì không mình cột dây xanh cho em ạ. À. Xanh mực với đen. Xanh mực với đen với chị Nhân Châu chị hỏi cái gì là cái gì ạ? Dây hồng. Chị Văn Lê dạy học ok chị Văn Lê này. Văn Lê dày hồng này, star đen hết rồi nha. Đen star hết rồi mọi người ơi. Thể thao này, thể thao còn xanh này, hồng này. Thể thao với xanh mực. Chị nhìn Nhon Châu ơi, giải thể thao với xanh mực. Thể thao đó star đen với thể thao với xanh mực hết rồi chị ơi, thể thao star đen hết rồi nha. Dây xanh của Nguyễn Quỳnh Như này, ok chị Nguyễn Quỳnh Như này. Mình nói chốt từ đầu mũ đen sao bạn không chốt chị thấy ơi, em không thấy comment của chị, ai thấy chút em đọc chút nha. Vịt đen của Minh Quân này, em thấy ai chút em đọc người đó chút nha mọi người. Thể thao 20kg không vừa. Giày đen 8kg 6 tháng đi được không? Được nha. Cái nón lớn đấy size 29. Văn Lê ơi chị, cái nón lớn đó là cái nào? Muốn 100k 3 cái thể thao xanh. Em nêu hết thể thao xanh rồi, còn chỉ còn thể thao hồng thôi ạ. À. Bình luận của mình sao bị sao vậy? Chị Trao Trang ơi, inbox em đi. Thể thao xanh hết còn thể thao hồng thôi nha. Mọi người nhớ xíu ai có đơn thì nhớ inbox em nha mọi người. Nhớ inbox em nha, inbox em vị trí nha. Đây ạ, à, mèo này 8 tháng đến 1 kg rưỡi nha. 8 tháng đến 1 kg rưỡi không mình chuột kèm màu chị em ạ. À. Chuột đen và đỏ này. Còn 4 cái thôi, 2 đen và 2 đỏ thôi ạ. À. Không mình chuột kèm màu chị em. Giày riêng có 8kg không? Giày riêng không chị ơi. Giày size 22 không, size 22 hết rồi ạ. À. Size 29 có nha. Đó mèo có tay. Mèo đó này của chị Phương Yên này. Giày riêng với giày cá sấu size mấy? Cá sấu là giày nào ta? Không có gì cá sấu. Chuột đen của Hà Bá này. Hà Bá chuột đen này, Phương Yên chuột đó rồi nha. Mèo đó của tay Trần này. Cái đuôi, cái gì cái đuôi dưới cái mũi ấy. Cái gì ta? Châu Trần ơi, chuột đó của Tu Trang hết rồi, chỉ có một cái chuột đen thôi ạ. À.
Chị đâu còn hỏi cái gì chị ơi? Đây săn sọc. Nguyễn Quỳnh Như cái này đúng không ạ? À? Đúng rồi chị em nha, Nguyễn Quỳnh Như. Chuột đen của Nguyễn Phương. Rồi ok, hết hết chuột rồi nha. Đấy, chị Hà Bá có mũ rồi nha. Dây xanh sọc của Nguyễn Quỳnh Như, ok chị Nguyễn Quỳnh Như này. Mũ 133 cái nha. Heo bo, họ vàng, họ cái gì vậy? Dây Mickey có size 14kg có nha. Dây thể thao từ 8 đến 15 tháng nha. Đây ở đây thì phong mình số 3 cho em ạ. À. 3 đến 6 tuổi nha. À lắc thì không, mình số 3 này. Dạ em còn 4 cây nha. Đây, Mickey hồng này, Mickey xanh này, yêu xa hồng này. Khánh ghi chuột đỏ kìa. Chuột đỏ hết rồi chị ơi, chuột hết rồi nha. Dạ xanh sọc, Nguyễn Quỳnh Như, ok chị Nguyễn Quỳnh Như, dạ xanh sọc này. Nguyễn Quỳnh Như xanh sọc cái dây này. Thu Thắm ơi, hả cái gì ạ? Nguyễn Hà Hà này, số 3 này. Lê Huy ơi, cái gì lộn xộn vậy chị Lê Huy? Mọi người ơi, mọi người inbox em, nhớ chọn inbox cho em nha. Ai chắc thì inbox em rồi à. Cho tin địa chỉ rồi em chụp mẫu cho mọi người xem nha. Đen đáy chuột, đen dây chuột. Như chỗ cái mẫu nè. Dài 42,5 cm có nha, nhưng mẫu này có nha, thấy nhiều triệu Mỹ Hạnh nha. Đây mọi người lấy thì không mà yêu xanh 8 đến 15 tháng à, yêu xa hồng, dài Mickey xanh 15 cm vừa nha. Yêu xa này, Mickey xanh này, Mickey hồng thấy chị Ngọc Bích nha. Mickey hồng này. 8 tháng đến 1 tuổi này. Tâm Thanh số 3 này. Ok chị Tâm Thanh nha. Cho em 3 mẫu với 1 dây tập đi nha. Chị Bé Vịt inbox em nha. Chị Bé Vịt ơi, dây chuột đen 9kg Vion. Dây chuột đen 9kg là cái mẫu nè. Dây chuột đen, dây xanh. Không, mình xanh rõ cho em đang xanh. Cái này thì xanh Mickey nha. Hai Hiền ơi, mẫu gì ạ? Sao đó của Trang này có sao đó đúng không chị ơi? Tú Trang này có chưa? Chị Siêu Su Đinh ơi, không thấy comment của chị. Mickey Hồng Tú dễ thương nhiễm Mickey Hồng này. Ok chị Tú dễ thương nhiễm này. Hàng new nha chị ơi, cái đây là hàng new nha. Đi 100% nha mọi người. Đi 100% nha, không có cái nào xi hết nha. Dày Mickey biết tới một cuối đi chị. Đây, đây đúng không ạ? Súng su tho lên thì ok chị em này. Tú dễ thương con lấy rồi nha. Đây, ở đây thì không mình lên ạ. À. 5 tuổi đến người lớn nha, ở đây thì không mình lên. C35K luôn. 75k luôn nha. Số Thắm ơi, một hiệp hớp 11 tháng không có nha chị ơi. Đó thì không mà lên game màu cho em ạ. À. Xanh, đỏ và xám nha. Đôi xanh đó. Đôi xanh lấy đó chị ơi. Bích Lệ lên xanh này, ok chị Bích Lệ này. Lấy sao đó. Tu Trang sao đó, ok chị Tu Trang này. Tú Trang vấn lệ lên xanh luôn ạ. Mũ Fila Long Châu, Long Châu Fila mà lấy thì không mình Fila này. Cái này 4 đến 10 tuổi nha. Dày xanh, dày xanh đó. Cái này nào ạ? À? Cái Mickey xanh chị em lấy rồi mà. Đấy cái xanh chị luôn ạ. Mũ trẻ em nha. Lên đó của Bích Lệ này. Ok chị Bích Lệ lên đó này. Rồi lấy cho chị Tô Trang rồi nha. Đây ạ, 12,5 cm mẫu này này, thể thao hồng này, em xa này, hết rồi. Mũ lên 35k luôn nha. Đây thì comment Fila kèm màu cho em này. Fila xanh, cam vàng này, Fila kèm màu.
Villa kia màu nha, lên xanh Ngọc Bích, chị Ngọc Bích có lên xanh đâu mà. Xanh đây của ấy mà, Bích Lệ mà gì. Ok chị Ngọc Bích lên xanh này. Sọc. Thế thì comment Villa kia màu cho em nha. Lên xám. Nhon Châu ok chị Nhon Châu này. Lên xám này, ô chị Ngọc Bích ok nha. Đây một gấu cho 11 đến 3 tuổi nha, đấy thì comment gấu xanh cho em này. Comment gấu xanh nha. Cái nào lộn Bích Lợi với Ngọt Bích ốc đây nè. Đề lùi xanh đen chút màn hình bao nhiêu. Đề lùi xanh đen. Cái này đúng không ạ? Cái này xanh không phải xanh đen. Siêu nhăng. Chị coi ơi, không thấy comment chị coi nha. Lên xám hết rồi ạ, à. Chị con lên xanh và lên đó thôi ạ. À. Mọi người ai có đâu mà em thì xin inbox đi nha mọi người. Mọi người inbox em đi nha, có đâu inbox em đi ạ. À. Lên xám hết rồi nha. Ai ca đơn gấu xanh Nguyễn Hàn, ai ca đơn thì bóp đen nha. Tại vì cú like mà em chốt, em inbox ai không, không inbox thật là không đủ đơn, không có địa chỉ thì em xá nha. Tại vì em không có giữ đơn nha mọi người. Mọi người chọn mà không có địa chỉ thì không thể là ship được đâu ạ. À. Lê Vy gấu xanh này, Phi La xanh của Non Châu này. Non Châu Phi La xanh này. Đây, cá sấu ấy, về da cá sấu. Da cá sấu có này à. Mũ mèo xám. Ánh nguyệt hồng mũ mèo xám là cái mẫu nào? Có giày bí 4 tháng 6 ký không? 4 tháng 6 ký cái mẫu này nè chị coi ơi. Búp bê này. Búp bê này thôi à. Chị coi inbox em đi nha. Xíu nữa em chốt đó mà không có thì em xa em sẽ cho để lại cho chị. Đây nha. Nai này. Nai nha. 3 đến 7 tuổi này, 3 đến 6 tuổi này. Lên xanh. Ban Nguyễn này, ok chị sẽ Ban Nguyễn lên xanh này. Đây nha. Em lấy một phi la, chị Kim Ngân, chị phi la lấy màu nào, còn hai màu này, vàng và cam này. Chị Dương Bí ơi, chị comment gì ạ? À? Hồng yêu xa gì mày cứ ok chị Khánh Nguyễn Hồng yêu xa này. Đây nha mọi người, lấy thì comment nai này, nai kia màu à. Cam, xanh. Cam xanh nha. Cái này bay đến 15 tuổi nha, bay đến 15 tuổi Adidas này. Thấy chừng nắm đọc nha. Cái này em hết em không còn xí, em còn một ít thôi ạ. À. Em xá hàng cho hết á, chứ không còn nhiều đâu để xí đâu ạ. À. Nếu mà chị ôm hết thì em bớt em. Rồi đó bao nhiêu? 40k nha chị ơi. Chị coi ơi. Có dây nha. Nhấn hà hà cam này. Dây nha, dây nha, nhắc đây nha. 40k. Nguyễn Hà Hà. Kim Ngân, một nón phi la này, ok chị Kim Ngân này. Búp bê tím Minh Tuyến này. 40k chị coi ơi. Búp bê tím của chị Minh Tuyến này nha, ok chị Minh Tuyến này, búp bê tím này. Kim Ngân. Kim Ngân đây đá trắng này. Nai cam. Nai cam của tay, nai cam hết trời ơi chị con à, nai xanh thôi ạ. À. Tú Dễ Thương Nguyễn của Adidas trắng này. Nai cam hết chỉ con nai xanh thôi ạ. À. Size 29. Size có size 28 thôi ạ, à. Còn size 28 siêu nhân thì thôi. Siêu 80k luôn rồi, ok chị coi này. Đấy một thể thao màu hồng, một đôi nâu mắt mèo nha. Chị Phạm Huế ơi, mắt mèo thì em còn size 18 này. Thể thao hồng này em size 4 này. Cái này còn size 23 này. Quý Phú Hồng, Phú Quý Hồng ở Tiêu Hòa đúng không? Ngày mai em giao nha chị ơi. Dọn cho Adidas hết rồi nha. Chị còn nice cam thôi nha mọi người. Nó còn nice xanh nữa. Ừ, màu xanh tuy có nha chị ơi. Đây ạ à. Bót hồng 4 tháng không vừa đâu chị ơi. Thể thao hồng Minh Tuyến. Minh Tuyến thể thao hồng này ạ à, size 24 ạ à. Thì ok chị em nha.
5 đến 1 tuổi rưỡi nha mọi người, lấy thì không mình 2018 cho em này. 2018 nha. Con mắt mèo không em? Mắt mèo hết rồi chị ơi. Đôi hồng nhỏ, đôi hồng nhỏ 40k. Bốt hồng 4 tuổi trước. 4 tuổi không, cái này sao 23 chị ơi, em không biết biết chị mà sao bao nhiêu nhưng mà sao 23. Bạn này like ngu lắm. Chị Hà Trần ơi, like ngu là like sao ạ? À? Đấy mọi người, ấy thì không mình 2018 kem màu chị em này. 2018 kem màu nha, cam đó và hồng nha. Cam đó và hồng, chị Hà thôi ơi không mua thì ra giùm em nha. Không vô này mà bóp pháp được nha mọi người ơi. Những lọ đó thì ra giúp em đi ạ. À. Em không thiếu những lọ đó nha. Đây ạ, à, 2018 này. Kìm cho em ạ. Sai 2. Kiều Trang Nguyễn ơi, em có không có sai 27 ạ. Không có sai này đâu này, sai 28 này. Em vi 16cm vừa nha. Rồi 23. 40 cha là sao? Mình tiếng thể thao có dây hết rồi chị ơi. À cái này hết rồi ạ, à. Cái này còn khác rồi. Ok chị Phạm Huế là sao 23 này. Phạm Huế sao 23 nha. Chị Nắm Đọc ơi, chị không mình gì ạ? 2018 Susu Tha Lê này. Hồng này. Cái mũ trai gái đi rồi được ạ. À. Du thao lên rồi nha. Mũ bé gái 5 tuổi. Bé gái 5 tuổi đấy chị ơi, Mickey nè. Đen nè. Em lấy đâu sao? 23 chị Phạm hết lấy rồi nha. Hết chị Đám Đọc nha. Tiêu mũ đen này ạ. Nhân Châu 2018 rõ kìa. Nhân Châu 2018 đâu? Cho chị Nhân Châu này. Chị Nắm Đọc ơi, chị không hóa chị Phong Mành lấy cái gì luôn. Đôi mắt mèo màu nâu sai bao nhiêu? Sai 18 nha chị ơi. Cái này sai 18 ạ. À. Lót lông này. Chà bé bốn tuổi cái mẫu này nha. Mẫu này sao 24. Nói thì không mình hồng. Hồng 24 cho em ạ. Dê vào mà cười xem bao nhiêu. Dê vào mày cười hết rồi, cái này khách lấy rồi nè. Đấy đó ngồi. Nó Mickey có màu hồng không? Không chị ơi. Và sau đó mình lấy màu xanh thể thao. À lấy gì chị inbox em nha mọi người. Inbox em, chị inbox em nha. Thể thao đen kia. Cô Diệu Hương, thể thao đen này. Cô thắp lái rồi, một xíu em chưa dục ra. Sau đó mình lấy xanh thể thao này. Không có sai 2 ạ. Đôi mèo 9kg, không 9kg em không biết nhưng mà em cái này theo sai nha. Đây ạ, à, cái này em xem 90k luôn nha. Còn hai đôi ạ, à, size 28. Có size 27 nha, đấy thì không mình siêu nhân kìm size cho em này. Có nón rộng vành không? Không có nón rộng vành chị ơi. Thấy chị Ánh Nguyệt Hồng nha. Cái này 36 này đấy thì không mình giày size 36 nha. Hai đôi ạ, à, size 36 là 34 ạ. À. 36 và 4 nha, lấy thì comment giày xanh cho em ạ. À. 21, 22 hết rồi chị ơi. Vậy chị Phạm Huế cái lấy cái đôi 23 kia không ạ? À? Hay là em đến lại cho chị? À, em đến lại cho chị kia. Chị... B này. B sẽ 45k luôn. 45k luôn nha. Cho mình mũ miếng xám.
Mèo xám nào vậy ạ? À? Em hết mèo ở đây đúng không? Em hết bộ mèo rồi ạ. À. Chị tu chay inbox em đi nha. Siêu nhân đó đen hả chị? Không, siêu nhân không có đen nha, cái này không có đen ạ. À. Thế chị Hoàng Thị Hoàng Hương Hoàng Thị nha. Đây nha mọi người. Ai lấy thì không mình một B cho em này. Siêu 45k luôn ạ. À. Rồi ok chị Phạm Huế, cái này sao 21 này. Búp bê này 21 23 này. Một 13 cm hình em hết rồi. Một 13 cm chỉ còn cái mẫu này thôi ạ. À. Chỉ còn cái mẫu này và búp bê thôi ạ. À. Em lấy size 23 đó. Rồi ok chị Phạm Huế nha. Xám còn mà gần mũ hồng ấy. Cái này New York đúng không chị ơi? Cái này mũ New York này đấy thì không là New York cho em. Đây cái giày bập bên em còn sang 21, 22, 23. 22, 23. Bập bên 25, bập bên. Không có sang 25 chị ơi, bập bên em không có sang 25. Cái này còn sang 24. Nón bis trai siêu nhân. Siêu super. Super đâu, super. Búp bê size 24 chị Lê Vy ơi. Cái này không có 24 nha, 21 có 223 thôi ạ. À. Cái gì 24 này, cái gì không mình búp bê hồng cho em này. Em Phú Yên nha. 4 tuổi vừa ạ. Tức bờ mê này. 3 đến 6 tuổi nha. Sức bờ mê này em siêu 25k luôn ạ. À. 25k một nón nha. Cái gì không mình sức bờ mê game màu cho em này. Hồng, cam và ba màu hồng cam xanh ạ. À. Superman siêu 25k luôn. Siêu nhân còn đây nha chị Yến Lê ơi. Em lấy bê sao 21. Ok chị Phạm Huế bê sao 21 này. Phạm Huế bê sao 21 này. Chị Phạm Huế inbox em nha, inbox địa chỉ nha. Thể thao size 18. Hết rồi chị ơi, hết thể thao size 18 rồi ạ. À. Đây có một đôi thể thao hồng này. À đây có một thể thao hồng cho em ạ. À. Yến Lê hơi cái gì? Mũ kia hết rồi. Nón chúng mình men này thì em xem 25k. Phúc tê đen size 22 đi chị. Phạm Huế size 22 dục cái size 21 rồi. Chị Phạm Huế bê đen size 22 ạ. Ok chị Phạm Huế size 22 này. Băng su bo 2 cái, ok chị băng su bo 2 cái 2 màu nha, băng su bo 2 mũ nè. Con bi trai 5 tuổi có nha, cái mẫu này 5 tuổi vua nè. Lấy size 21 đi. Chị sợ. Lấy size đi. Sợ 21 không vua rồi, ok chị là 22 nha. Chị ơi, đôi thể thao có dây nằm kế nón xanh kia bao nhiêu? 50k chị ơi. Xanh cam da huy trần. Xanh cam ok da huy trần này. Xanh cam nha. Da huy trần này, thể thao hồng minh tiếng này. Da huy trần ơi chọn thêm một cái rồi nha. Vâng, tu bo chọn thêm một cái nữa đi ạ. À. Kim Ngân, con mèo đúng không chị Kim Ngân ơi? Con gì hồng. Ok chị Trần Gia Huy nha, đúng con mèo đúng không chị Kim Ngân ơi? Ok chị em nha. Lấy cho mình chọn hai cái siêu nhân. Ok chị Su Bo. New York sáng nghĩa Hoa Hà đấy. Tờ dương điện vô trong lấy gì? Ai biết lúc em lúc ra chứ. Nè, thì thay cục dây kia. Đây không? Ừ. Thay rốt rồi, thay ra một chiếc này nè. Có một chiếc á, mới dùng một chiếc này. Ghi trước đây chút ấy. Mèo đen có đây của chị gì? Lấy ok cho em này.
New York sáng con nghĩa ha ha này. Thấy chị Gia Huy nha, Gia Huy hai mũ rồi ạ. Lê Huy búp bê 23. Lê Huy. Ok chị Lê Huy búp bê 23 này. Lê Huy nha, nó có mê màu đen. Hồi nãy mình màu gì rồi? Chị ta trồng em không nhớ đâu ạ. Ok chị Lê Huy, cái mèo này ấy thì không, mình sẽ một cho em này. Không sẽ một cho em đi ạ. À. Một phi la sọc em lấy. Ok chị Trần Gia Huy phi la sọc này. Trần Gia Huy inbox em địa chỉ nha. À lâu thì nhớ inbox em địa chỉ số điện thoại nha. Superman. Tiếp tục tiếp Nguyễn ơi. Ánh Ngọc Hòn, mũ mèo 1 này. Ánh Ngọc Hòn. Đây là size 25 không? Bích Lệ ơi, chỉ còn size thôi ạ. À. Không còn size 25. 24 nha, 24 nhưng mà cái form này nó hơi to hơn chị ơi. Form này nó hơi to. Thấy chị Ken Sunny nha. À thì không phải Batman này. Batman nha, 47 tuổi này. Batman kèm màu còn hồng và xanh thôi ạ. À. Batman kèm màu chị em ạ. À. Chị Boss. Có bốt không chị, từ size 21 đến 23 cho em xin bốt. Chị ơi bốt em còn một đôi dành cho con em nhưng mà hết 21 rồi. Mũ bé trai 2 túi. Ta 2 túi đây này chị ơi. Mẫu nai này, bé trai 2 túi này. Sơn này, sơn trâu này, trâu này bé văn đường này, còn màu đỏ màu xanh này. Em thấy sao không mấy? Cái thao hồng hết rồi ạ. À. Cái này đúng không ạ? Cái này búp bê hồng này. Sao 24 ạ? À? Chị Thê Đạt ơi. Thôi cái gì ạ? Thấy chị Lily Phương nha. Rồi ok chị nắm đọc. Mũ 15 tháng có nha Phạm Như ơi. 15 tháng đây ạ, à, 2018 này. 2018 đây nha. Hồng, cam và đỏ. Đấy thì không mình 2018 game màu chị em. Mèo nha. 3 đến 5 tuổi này. Mũ sừng đỏ, ánh nhược hồng, ánh nhược đỏ này. Đây nha, đây thì không mình mèo chị em ạ. À. Mèo nha. Mèo game màu này, hồng. Đó. Đen và xám nha, hồng đỏ đi. Mèo kìa màu chị em. Không có bốt lấy giày cũng được, lấy một đôi nữa cho đủ ba đôi. Chị Phạm Ế ơi, chị lấy cái đôi size bao nhiêu? Phạm Huế. Búp bê hồng. Phong kiến. Phong kiến là sao? Búp bê hồng, phong kiến không? Này đúng không chị? Phong kiếu thì không mình búp bê 24 cho em đi ạ. Búp bê hồng form lớn thì đổi cho mình size 25. Rồi ok chị, cái này chỉ còn size 24 thôi này. Ok chị Bích Lệ, búp bê hồng 24 này. Bí trai 9kg. Chỉ còn một đôi bikini xanh này thôi. Nón mèo màu đen sợ này, sao sao nãy giờ không mua được. Ok chị Ken Sunny mèo đen này. Nó có sơn trâu màu đỏ. Hà Bá, ok chị Hà Bá này. Hà Bá này. Còn gì bạn Châu nhìn chị ơi. Bạn Châu chỉ có hai mẫu này thôi. Có một mẫu này thôi. Xíu này em xa đó còn rất là nhiều. Mọi người xin inbox em đi nha. Mọi người mua mà không inbox thì em xá đơn nha mọi người. Ai cần thì cứ inbox rồi ship em xá đơn khách của em để lại. Tay trần. Mũ 5 túi, cái này 5 túi được này. 5 túi này mèo này chị ơi, em có đôi siêu nhau lấy mèo đen được không chị? Mèo đen là có đôi nào ạ? À? Em không có mèo đen. Em đòi siêu nhân lấy mèo đen. À, Gia Huy được gì Gia Huy ơi? Gia Huy Trần đòi siêu nhân lấy mèo đen. Gia Huy lấy một cái hay hai cái à? Một mèo xám, ánh nhược hồ mèo xám này.
Giao hôi đó một cái hay hai cái? Hà bá màu đỏ. Ở chị Hà bá chị mới lấy. Hà bá lấy luôn sơn màu đỏ đó mà. Cái đôi gì hồng nào ạ? À? Hết rồi. Nón mèo này cho bé 4 đến 6 tuổi. Một mèo đen một gì? Một gì đó dạ, một siêu nhân xanh. Bé trai 2 tuổi rưỡi được thì ok. Một mèo đen này. Một hà ba đỏ. Hai bác đó là cái gì chị ơi? Cái giống hà bá nè. Này còn cái này 2 tuổi phân vừa nha chị ơi. Chị lấy cái đấy thì comment sao chị em. Sao cái màu này, cái hai màu đen và đỏ này nha chị ơi. Chị kêu hạ bác không biết cái gì luôn. Còn cái mèo này 2 tuổi, 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi thì vừa. Ở cái này 2 tuổi rưỡi thì vừa này. Rồi chị nha, mèo đen, hạ bá đỏ, hạ bá đỏ này. Ok chị, tên gì? À, chị Ken Sunny, ok chị Ken Sunny này. Yumi. Ken Sumi. Hạ bá em xem, chị hạ bá xem cái gì ta? Ok chị Phạm Huế này. Để em đâu chị, ship đôi nãy sao 21 đến 23. Kiếm đôi nữa. Chị ơi Phạm Huế cái này đúng không ạ? À? 21 đến 23 đây. Búp bê đen này, hồi nãy chị lấy cái đôi 23 rồi. Cái này chị lấy không ạ? À? Cái này xe 35k này. Một đôi dép sao 24 này. Xe 35k. Tối một cái mèo đen chị. Ok chị Trần Gia Huy, Trần Huy lấy không, lấy một cái siêu nhân, một cái mèo đen. Sơn xanh. Lấy mèo xám Như Ngọc Thị Phan, mèo xám Như Ngọc Thị Phan, mèo xám này. Ok chị xem Sunny nha. Mèo xám với sừng trâu đó. Ok chị Nguyên. Mèo xám với sừng đỏ này. Bỏ chung vô hai cái luôn. Ai Cái mới cái gì á? như Như Ngọc là Phan. Rồi ok chị Gia Huy Trần nha. Phạm Thế của nữ, cái này của nữ, ai của nữ à. Đây cái này còn sao 30 rồi. Siêu 50k luôn này. À, lấy cái thì không mình lùi trắng cho em ạ. Còn đôi nào size 18 không chị? Size 18. Đây ạ. À. Size 18. Bí bự không mình gì chị ơi, có gì size 24 không bạn? 24 có nha, em lấy một mèo hồng. Phạm Huế mèo hồng này, ok chị Phạm Huế mèo hồng này. Nón nào 5 tuổi em lựa thêm thì nhé. Gia Huy 5 tuổi à. 5 tuổi đây Gia Huy ơi. Mickey này. Mickey nha. New York này. Siêu nhân này. New York Hip Hop này, New York Hip Hop có hai màu này. Xanh lá. Con mẫu này biết trang biết tay 1 tuổi đấy à. 2018 ạ, à, 8 tháng đến 1 tuổi rưỡi ạ, à. 2018 kem màu chị em ạ. À. 2018 kem màu đó, cam và hồng này. Chị mua hiếp pháp biết trai hình siêu nhân không ạ? À? Có chị ơi, mua biết trai hình siêu nhân đây ạ. À. Đây nha. Cái này nhỏ, cái này Superman ạ, à. Đây này không phải Superman chị em ạ, à. Superman kem màu nha. Mèo đỏ với xám với Mickey xanh. Nghĩa Nga Thị Thu. Mèo đỏ này. Mèo đỏ với xám Mickey xanh. Rồi ok chị Nghĩa Thị Thu nha. Inbox cho em để kèm số điện thoại nha Nghĩa Thị Thu ơi. Có một len bé trai không? Một len bé trai đây ạ. À. 35k luôn. Còn hai cái màu đỏ này. Comment lên cho em.
Ôi giày size 18 đó. Thì 18 này em xem 120 ạ. Cái này hàng Hoàng Châu nè, Rock Long ạ, giày boss này xem 120 luôn. Như Giang Như Nguyễn ơi, mũ 100k 3 cái nha. Giày lùi biết cho size 21 hết rồi nha. Mickey xanh lá, da hơi tròn, ok chị, da hơi tròn, Mickey xanh lá này. Mũ siêu nhân hay bấm vậy bà. Mũ cái này tùy mẫu nha, cái này chủ yếu là dáng là nhiều ạ. À, những cái mẫu này toàn là dáng thôi nha mọi người. Dáng đâu vậy? Thiêu ở sau không? Em tưởng là cái ngoài. Chị Nga Nguyễn Thị Thu ơi, kèm địa chỉ luôn nha. Rồi ok chị Kenzuni ạ, ship tỉnh 30k nha. Đúng rồi, Kenzuni 100k 3 cái nha. Chị thể thao 4 tuổi. Thể thao Vegas 4 tuổi hết rồi ạ. Hai đôi giày với 1 biết tổng là bao nhiêu. Chị Phạm Huế, hai đôi giày cái đôi giày boss hồng cả nơ là 120, còn đôi búp bê là búp bê là 45k, một cái mũ 35k nữa nha chị ơi. Búp bê xe 40 luôn ạ. Mũ Kitty bé gái 2 tuổi vừa không em? Kitty 2 tuổi bé gái vừa nha chị ơi. Ý vừa hỏi gì? Rồi ok chị nha. Ý vừa hỏi cái gì không thấy không mình của ý vừa này. Em ở Phú Yên ạ. Nguyễn Hệ dây tập đi em hết rồi chị Nguyễn Hệ, chỉ có một đôi đi thôi ạ, còn hai đôi thì xanh với em sa hồng thôi ạ. Ok chị Nguyễn Thị Thu này, Nga Nguyễn Thị Thu, búp bê đen bé 4 tuổi, búp bê cái đen còn size 22 thôi ạ, size 22, còn hai đôi size 22 thôi ạ. Cái này em còn một đôi em sale 20k luôn ạ. À, nó bị cũ ấy mọi người, sale 20k này, cái này size à. Cái này số 3. Cái này khoảng size 22 nha mọi người, cái này khoảng size 22 này. 20k đấy thì không mình zip không ạ. À. Phạm Thế. Trời ơi, cái bot em nhập 135 đó chị ơi. Chị Phạm Huế có robot em nhập 175 đó ạ. À, em xem 120 đó là vá xem rồi ạ. À, Trần Gia Huy chụp được em đi chị ơi. Chị Gia Huy chút mà ship inbox em chụp đơn cho nha. X 20 tháng số 20 không có ạ. À, em mua Phú Yên nha. Phạm Huế giúp Hồng kìa. Chị Phạm ơi, okay, chị Phạm hơi dép hồng này, 20k luôn. Dép hồng hết rồi ạ. À, cái này còn một đôi size 24 nè mọi người ơi. Size 24 này sẽ 95k luôn nè. À, cái này da lộn nha mọi người, hàng da lộn này. Hàng Quảng Châu loại 1 nha. Đây nha mọi người, 35k luôn ạ. À, cái thì không mình lính cho em này, lính nha, để cho em cung đổi cha nhé. Có giá xe 17 tháng không chị ơi? Xe 20 không, xe 20 em không có ạ. À, em xem lại đôi có không. Vậy búp bê bé gái 4 tuổi rồi ship luôn chị. Búp bê 4 tuổi cái mẫu đó nè chị ơi, size 24 nè.
trong đấy. Đây à. Bên trong này có lốt lông nha. Rồi ok chị Trần Gia Huy ạ. À. Chụp in chụp đơn của Trần Gia Huy kìa, kiếm chụp đơn của Trần Gia Huy chị nhé. Như Ngọc xem mũ đen có mắt canh là mũ gì? Đây ạ. À. Chú sao như em. Ngang nhớ mù. Thôi cái gì vậy ạ? Đây nha, ái cái này không mình vịt này, vịt đen à. Còn một cái này, còn một cái à. Vịt đen, còn ba cái. Hồng, đó. Hồng cái này sao 24 à. 24 chị ơi, siêu 95k luôn. Cái này da lộn này nha, không sợ tróc. Cái này không mình vịt này. Cái này 3 đến 6 tuổi. Cảm ơn vịt đen chị em ạ. À. 3 đến 5 tuổi nha. Để bị trai 5 tuổi, Trần Gia Huy 5 tuổi, nhiều mẫu này này. 90k này, xem 90k này. Cái này còn 2 lô size 28 và size 27 ạ. À. 28 và 27 nha. Cái này xem 60k, size 30 này, nhìn lùi này. Lấy vịt đen Như Ngọc Thị Phan vịt đen này. Rồi ok Trần Gia Huy nha. Đó đô nhé. Vậy là đô là vậy nào. Cái này là màu hồng mà. Thì đó đó nhé. Thì đó nào ạ. Cái này màu hồng chị ơi. Em lấy hai đôi ship được không chị? Chưa. Giờ hết con. Rồi ok chị Minh Tuyến nha. Vịt đen cái này 4, cái này à 3 đến 6 3 đến 7 5 tuổi. Ok chị Su Su Tho Lê này. Minh Tuyến này có đâu mình chưa? À đó thì không mình số 3 cho em nha. Không mình số 7. 3 đến 5 tuổi này. Cái này có tay mọi người, màu đen này. Màu xám. Và màu xanh mật nha. Đen, xám và xanh mật này, ba màu. Đây, với trang 5 tuổi mẫu này rồi này, size 36 này. 60k luôn. Lấy gì 5 túi size 28 vừa không vừa em lấy size 28 em lấy sao từ trong biết nữa anh ơi chị ơi Trần Gia Huy ơi từ trong biết nha chị lấy size 28 à lấy thì ok cho em nha ok chị mà Su Su Tho Lê con về mẫu khác con những cái mẫu này thôi hết rồi à. Mọi người inbox em nha, xíu nữa em xa đơn rồi, ai cần thì em sẽ đến cho mọi người. Su Tho Lê. Em còn một cái New York này nha mọi người. 4 đến 7 tuổi này lấy thì không mà New York cho em này. Đây 5 tuổi xa 28 đây ạ. À. 5 tuổi xa 28 đây ạ. À. Siêu 90k nha. Chị Sao Hồng em mới nhé. Rồi kêu chị Phạm Huế dụng đó Hồng của Phạm Huế. Nó 6 tháng có nha đây ạ. À. 6 tháng này. Cái này 6 đến 1 tuổi rưỡi đi. Đó hồng và cam à. Đó hồng cam với thì không mình 2018 cái màu cho em này.
Đây. Điên rồi sao? Đó này sao 23 này. Xe 102 luôn nha. Xe 101 này. Xe 101 luôn ạ. À lấy thì comment hồng cho em ạ. À. Comment bó giày hồng nha. Cho em coi giày đó với. Nghe đồn hỏi cái gì ạ? À? Gia Huy ơi, cô giày size siêu nhân 28 đằng Gia Huy. Siêu nhân size 28 đây nha. Còn hai đôi ạ, à, size 28 và size 27 ạ. À. Có giày điện tử không có nha. B này cái này sao 24 này. Giảm cho nhanh hết đó chị. Ốp tôi không vừa đâu chị. Su su sao lê bố tôi không vừa. Em lấy cho sao 28. Ok chị Trần Gia Huy là sao sinh nhân này. Ai? Trần Gia Huy. Giá nhiêu vậy? 90k. Rồi. Mũ nồi bí chai không có chị ơi, mũ nồi em hết rồi, còn một cái siêu nhân nào lấy không? Gì đó 100k. Không gì 100k em hết rồi ạ, 100k ba đôi hết rồi nha. Còn một cái siêu nhân xanh nè. Bố lấy, ai à, lấy đi, không mình siêu nhân xanh cho em ạ. Ok Trần Gia Huy nha. Đây ạ, à, Nike nha mọi người. Cái này 4 đến 6 tuổi này. Thì không mà Nike cho em ạ, à. Cái này hàng bao shop nha. Hàng bao shop luôn ạ. À. Rất là dày nha mọi người. Nike còn 3 cái thôi này. Hãy vô đi hết rồi chị ơi. Rồi ok Trần Gia Huy lấy rồi nha. Vậy chị bỏ ra cái mũ 2018 đó cho em cái mũ khác bé gái 4 tuổi nha chị. Rồi ok su su thao lê nha. Chị su su thao lê ơi, chị lấy cái mẫu này có chưa ạ? À? Lấy mẫu này không ạ? À? 4 tuổi vua này. Mẫu này chị có chưa ạ? À? Cái miêu này. Miêu này còn 2 màu và đỏ này. Su su thao lê. Vịt đen này su su thao lê có chưa ạ? À? Mickey này. New York này. Siêu nhân xanh 10 tuổi vừa không? Vậy chị xả hết cho em đi nhé, chán chịu. Ok chị Phạm Huế này, xả đơn của Phạm Huế, đơn Phạm Huế bán luôn. Tôi đôi dép hồng kìa. Với một hai đôi dép của B nữa. Đây nha. Không biết. À, thì không mình cho mọi người dép hồng này 20k này. Xa 22 à. Xả ta hết nha chị ơi. Inbox em đi xíu nữa, ai xả thì em sẽ lấy cho chị nha. Đấy thì không, mình giúp hồng cho em này. Rồi ok Trần Gia Huy nha. Bây giờ tập đi 3 tháng. Đi 3 tháng đây ạ. À. Mấy cái xanh này. Mấy cái xanh nha. Ủa con trai 4 tuổi đi chị. Con trai 4 tuổi đây nha. Nhọn này 4 đến 6 tuổi ở đấy thì không bằng nhọn cho em ạ. À. Không có số 20 à, không có gì sai 20 ạ. À. Nhọn đây nha, đấy thì không bằng nhọn xanh cho em ạ. À. Batman này 4 đến 7 tuổi này. Rồi ok Gia Huy Trần nha. Mũ chọn không có ha chị. Mũ chọn là mũ của chị Hải Vân đi ơi. Ở đấy thì không mà Batman này. Batman kèm màu cho em ạ, hồng và xanh nha. Batman hồng và xanh ạ. Kiểu có chữ đi. Kiểu có chữ à. Chuột nha. Cái này 4 đến 5 tuổi này. Mèo
hai màu ạ, hồng và đỏ này. Đứa gái 3 tuổi cho xin mũi nha. Em có đọc tuổi với chị Ngọc Hiên, em còn đọc số tuổi hết mà. Đây nha, Superman này, Superman này, Superman này. Superman này 25k nha. Cái này 4 đến 6 tuổi này. 7 tuổi bọn mua, 4 đến 7 tuổi này. Superman. Superman xanh hồng. Đó. Và cam nha. 100k 3 cái nha. Vịt đen này 3 đến 5 tuổi này. Nai à 5-6 tuổi nha. Tiêu gió à 4 đến 7 tuổi này. Tiêu gió cả hai màu à. Mũ chọn sọc mấy của hết rồi. Hết rồi chị Hải Vân đi ơi hết rồi nha. Đây ạ, New York kim màu ạ. Xanh lá và xanh biển này. Sao này. 1 đến 4 tuổi nha. Đây cái này bị banh thì mọi món này bị banh được nha. 1 đến 4 tuổi lấy thì comment sao kim màu cho em này. Sao đó và sao xanh này. Nai vàng mấy tuổi? Cái này 4 đến 6 tuổi nha chị ơi. Phương Nguyễn ơi 4 đến 6 tuổi nha. 2018 ạ. À. 8 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. 2018 kem màu chị em ạ. À. Vàng cam và đó nha. 2018 kem màu vàng cam đó này. Thì 7 tuổi có nha chị ơi, trai hay gái à? Đây nha, New York này. Cái này 5 đến 10 tuổi này lấy đi không mà New York ạ, à? Không một cái New York này. Thì không mình số 3 cho em ạ. À. Số 3. 46 tuổi này. 46 tuổi nha. Gái 7 tuổi. Gái 7 tuổi hết rồi chị ơi. Còn con trai thôi ạ. À. Vậy bài hậu em hết rồi ạ. À. Đây nha, Mickey này. Mũ 100k 3 cái nha chị Phương Nguyễn ơi. Mũ 100k 3 cái nha. Thôi Mickey này. Cái này 4 đến 7 tuổi nha. Thấy chị Lại Khương. Thấy chị Lại Khương nha. Mũ len này 35k luôn nha. Len HM này. 5 tuổi đến người lớn nha. 5 tuổi đến người lớn ạ. À. Len HM ạ. À.